Thưa quý vị, khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 4, ô tô khách giường nằm chạy từ hướng Long An lên thành phố Hồ Chí Minh khi qua xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa phát sinh khói và sau đó bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra cháy, tài xế tấp ô tô vào làn dừng khẩn cấp cùng với phụ xe, hành khách dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng không thành. Cột khói lửa bốc cao hàng chục mét. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã kịp thời có mặt điều tiết giao thông, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành dập tắt đám cháy, nhưng chiếc xe gần như bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng đang xác minh nguyên nhân, thống kê mức độ thiệt hại sau vụ cháy. Thưa quý vị, sau khi lắp cầu tạm để thi công hầm cầu vượt nút giao đường kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất gặp tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hướng đi về trung tâm thành phố vào giờ cao điểm. Thưa quý vị, đây là một trong hai chiếc cầu tạm được đưa vào sử dụng để nhằm giảm áp lực giao thông tại nút giao Trần Quốc Hoàn, Phan Thúc Duyện nơi tôi đang có mặt. Khi mà rào chắn của công trình thi công hầm chui nối vào nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất được nới rộng. Càng về chiều, lưu lượng xe đổ về càng lớn. Với nhiều người, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra với mức độ tương đương trước khi cầu tạm được lắp đặt. Ngày thường nó cũng kẹt rồi, bây giờ làm mấy cái cầu vượt tạm này thì nó vẫn cứ kẹt mà. Có thể là do cái nó tạo ra cái dốc á, người ta sẽ khó khăn hơn việc qua cái dốc. Chưa có cái cầu á thì người ta đi mặt phẳng á thì nghĩ là dễ dàng để cái phương tiện nó đi hơn. Mong mỏi của người dân là công trình sớm được hoàn thiện, trả lại mặt đường như trước đây. Em mong là cái hầm chui này sớm được hoàn thành để tình trạng kẹt xe có thể được giải quyết. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất lắp đặt hai cầu vượt tạm, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12, đơn vị thi công sẽ xây dựng hoàn thiện toàn bộ hầm kín với quy mô dài 79 m, rộng từ 5 đến 9 m. Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa khi hoàn thành sẽ tạo nên trục đường mới kết nối với nhà ga T3 Tân Sơn Nhất. Hôm nay ngày 17 tháng 4, giá đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng chạm mốc 25.442 đồng một đô la Mỹ, cũng là mức kịch trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Vietinbank niêm yết giá bán đô la Mỹ ở mức 25.443 đồng một đô la Mỹ, giá mua vào cũng tăng lên mức 25.105 đồng một đô la Mỹ. ACB cũng niêm yết giá bán đô ở mức kịch trần. Trong khi đó, ba ngân hàng lớn khác là Vietcombank, MCBank, BIDV nâng giá bán đô lên sát trần 25.440 đồng một đô. Giá mua vào dao động từ 25.040 đồng đến 25.130 đồng một đô. Với mức tăng này, giá bán đô các ngân hàng đã thu hẹp khoảng cách so với giá đô tại thị trường tự do. Hôm nay, giá bán đô tại thị trường tự do tăng lên mức 25.619 đồng một đô, mua vào 25.539 đồng một đô. Vào tối qua ngày 16 tháng 4, nhà kho của một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng với diện tích khoảng 1.000 m². May mắn không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 16 tháng 4, người dân bất ngờ thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói cao hàng chục mét từ nhà kho của một hộ kinh doanh trên địa bàn xã Đông Hòa Hiệp. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động 8 xe chữa cháy cùng 39 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng Công an huyện Cái Bè tiến hành chữa cháy. Đến 23 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Được biết, bên trong nhà kho chứa nhiều giấy bìa là chất cháy khiến lửa lan rộng nhanh chóng sang hai bên. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết cổ truyền, bà con Khmer đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận đã về chùa đón Tết, cầu nguyện một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Tết Chan Chanh Lam Thamay có ý nghĩa rất quan trọng đối với cộng đồng người Khmer. Đây là dịp đưa năm cũ đón năm mới, là dịp để thể hiện lòng thành kính đối với trời đất tổ tiên. Dịp Tết cổ truyền năm nay cũng diễn ra lễ tắm Phật và lễ tắm sư trụ trì. Cái ý nghĩa của cái tắm Phật cầu mong cho mọi cái rủi ro, mọi cái xui rủi, những cái điều không may mắn được rơi hết đi, giống như cát bụi mà bám vào kim thân Đức Phật, cầu cho nó được tiêu tan hết đi, đấy là như vậy. Và cầu cho cái quốc thế dân an, gia đình mọi người dân được hạnh phúc. Thì chính từ cái đó, nó truyền thống đó nó lưu mãi cho tới bây giờ. Đối với đồng bào, đối với chư tăng người Khmer của mình, cứ Tết đến là họ bắt đầu làm lễ tắm Phật. Em là người dân tộc Chăm, nhưng mà em cực kỳ thích thú với cái lễ hội của dân tộc Khmer. Em tham gia lễ hội tắm Phật nè, rồi em tham gia những cái lễ hội nhảy múa cùng với mọi người. Em cảm thấy cái lễ hội này nó rất là ý nghĩa, mình tạo công đức cho tất cả mọi người.
Ngoài ra, Tết cổ truyền của bà con Khmer còn gồm các hoạt động như buộc chỉ tay đỏ, lễ cầu tam bảo, lễ đắp núi cát, núi gạo và hoạt động được nhiều người mong đợi nhất là lễ té nước tượng trưng cho việc gội rửa bụi bẩn, tà khí của năm cũ, mang đến sự may mắn, an khang cho năm mới. Dạ thì em thấy vui lắm, cực kỳ vui luôn. Thì cái không khí hôm nay nó sôi động, nói chung là vui. Đây là cái phong tục em thấy là nên được lưu truyền đó, là mình báo hiếu cho ông bà cha mẹ, cũng như là mình tới cái lễ truyền thống này thì cảm thấy cũng như là mình xả stress hơn. Mình thấy rất là vui khi được tham gia chơi lễ hội té nước tại Sài Gòn. Lễ hội này rất là ý nghĩa đến với tôi. Quý vị ơi, hiện tại thì Giao Niên đang được trải nghiệm hoạt động buộc chỉ tay đỏ. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ hội Tết Chon Chon Nam Thơ Mây của cộng đồng người Khmer sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh với ý nghĩa cầu may mắn và bình an cho cuộc năm mới. Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, trong văn bản gửi Ban Quản lý Đường sắt Đô thị mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt Đô thị số 1 cho biết tổng chi phí dự kiến phát sinh trong trường hợp công ty này tham gia công tác vận hành thử tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên là khoảng gần 110 tỷ đồng. Kinh phí này do Ủy ban Nhân dân thành phố cấp từ ngân sách thành phố, giao chủ đầu tư đặt hàng HURC để chuẩn bị cho công tác vận hành khai thác thương mại tuyến Metro số 1 trong quý 3/2024. Trong trường hợp kinh phí chưa được bố trí, HURC được tạm ứng từ vốn điều lệ để thực hiện và thu hồi tạm ứng bổ sung lại sau khi chủ đầu tư nghiệm thu thanh toán. Dự kiến kinh phí 110 tỷ đồng được dùng thanh toán các khoản như điện phục vụ vận hành, máy móc, nhà ga, trung tâm điều độ OCC, Control Center, trung tâm điều hành Metro số 1, tiền lương nhân viên, nước uống, chi phí liên lạc, bảo vệ, chi phí thuê vận hành trạm biến áp. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai thí điểm học bạ số lớp 1 toàn Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố cho biết thành phố đã có các bước chuẩn bị sẵn sàng về phần mềm và những giải pháp để nhà trường thực hiện học bạ số với hơn 130.000 học sinh lớp 1. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có quy chế hướng dẫn cụ thể cho các trường và giáo viên. Chậm nhất là tới ngày 20 tháng 5 năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có các quy chế tổng hợp về quản lý sử dụng học bạ số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ ra mắt những học bạ số đầu tiên vào tháng 6 tới. Thưa quý vị, giữa mùa nắng nóng vẫn có nhiều cá nhân không ngại vất vả góp sức cho cộng đồng bằng những việc làm ý nghĩa. Tại thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, anh Lì, chủ tiệm cắt tóc cùng với các bạn nhân viên và bạn bè của mình đã duy trì việc cắt tóc từ thiện giá 0 đồng từ 3 năm qua. Việc làm của anh đã khiến cho nhiều người quý mến, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của anh sẽ được kể trong Ấm tình phương Nam hôm nay. Điểm cắt tóc trên đường Lê Đại Hành, thành phố Cà Mau lúc nào cũng đông khách. Nhanh chóng, chu đáo, những người lao động thường tìm đến đây để có một mái đầu gọn gàng, đúng chuẩn salon với chi phí 0 đồng. Chú đi tới đi lui chú thấy lúc đầu ra thấy rồi chú ghé cho hết. Hết cũng được, miễn phí thì cũng được đi đó, được cho dân thôi. Về cũng giới thiệu cho con cháu nữa lại đây nó hết. Hết miễn phí gì đó. Nói chung thì làm biết thì nó quen và cảm thấy giúp đỡ được người khác thì mình cảm thấy mình vui thôi. Giả sử như đối với một số người thì có thu nhập cao thì 20-30 ngàn hoặc là 30-40 ngàn đó ra không thành vấn đề, nhưng mà đối với những người lao động thấp thì sơ ôm với số vậy đi thì đối với ta 20-30 ngàn ta cũng mua được gì thùng mì hay thùng sữa cho con vậy đó, thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Những ngày nắng nóng, công việc của anh em thợ tóc tại đây bắt đầu trễ hơn khoảng 15 giờ và kết thúc lúc 17:30. Tiệm cắt miễn phí và luôn có lượng khách quen cố định. Tham gia tình nguyện hớt tóc từ thiện là thợ và học viên của tiệm cắt tóc. Các bạn hớt cũng được, thời gian nó hơi lâu hơn thợ chính nhưng mà nói chung cũng được. Ok, dễ thương với mấy đứa nhỏ, bữa khó khăn mà giúp đỡ được nhiều người. Thì mỗi ngành nghề trong xã hội đều có thể giúp đỡ người khác, không riêng gì ngành nghề của anh. Thì anh muốn đem một chút công sức nhỏ bé của mình ra để giúp ích cho xã hội, giúp ích cho bà con thì cũng như là giúp ích cho mình thôi. Hớt được một mái đầu gọn gàng thời điểm nắng nóng đã mát, hớt miễn phí tiết kiệm được vài chục ngàn đồng lại giúp nhiều